Nè, ông về coi. Nếu như mà hôm nay chị không có như vậy với anh Minh nha, là chị dám chắc với em luôn là ngày mai là tới anh Vĩnh. Trong lúc mọi người chụp hình thì Minh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Uyên. Nãy đi xe rất là tội nghiệp cho bé Vinh. Hai người đang tình tứ. Ngồi lúc đó nhìn đúng buồn luôn á. Bất công ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Tập 6, trao em trái tim anh. Uyên là cô gái đầu tiên của chúng ta nhận được cuộc hẹn từ trái tim Hồng. Không biết ai là người đã hẹn cô nàng. Ủa quá lâu rồi ạ. Và Uyên đã rất bất ngờ khi người hẹn tỏ tình không ai khác, đó chính là Minh. Trời ơi, ủa làm thiệt chứ luôn hả? Ủa thiệt chứ. Nè, tặng em. Ngoan ngàn. Ủa trời. Giờ nói gì ta? Bình thường nói nhiều lắm xong nên xuống ta. Thì nói đi. Nói chung là... Đó, tặng trái tim cho em đó. Anh thích em. Và em mong rằng là sau chương trình này thì chúng ta sẽ có thêm một cái bước tiến mới. Nó dài hơn. Và nó đi theo đúng cái gì mà chúng ta mong muốn và đạt được. Nhưng mà khi mà tỏ tình với Uyên thực sự là tim mình đập rất là mạnh. Và nói không được những cái lời hay như là bao hôm nữa. Nó rất là run. Em còn nghĩ anh nói chơi nữa. Ủa, anh nói khi mà anh nói cái chuyện gì đó ra thì 99,99% nó là thật. 0,001% đó là do thời tiết không cho phép thôi. Bất khả thính. Thì em cũng đoán được một phần nào đó là cái buổi hôm nay là có một số người thay đổi. Nhưng mà cho hồi sáng mình nói chuyện á thì em về em vẫn còn chưa tin anh. Em còn nghĩ là cặp đôi, hiểu không? Trời là ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Anh cũng ban đầu anh cũng nghĩ em là cặp đôi. Nhưng mà khi mà buổi chiều nay nói chuyện xong thì anh khẳng định không phải. Và em mới quyết định xin ban tổ chức là cho anh có một cái buổi tặng cho em trái tim này. Thiệt luôn, hồi hộp lắm luôn á. Anh cũng hồi hộp chứ trời. Tim anh vẫn còn đập rất là mạnh luôn á. Vừa rồi suýt té. May là không có sao, trời vẫn thương, vẫn để cho một khuôn hình gọi là đầy đủ như vậy để ra đây nói chuyện với em. Bây giờ là em nhận cái này xong rồi, ví dụ như tới có bạn trai nữa thì em không có ấy không? Anh không biết, anh không biết, nếu như mà em đồng ý với anh thì bạn trai khác sẽ không có cơ hội chiếm lấy cái em của anh. À vậy hả? Ừ. Hình như Minh đã nhớ nhầm luật của chương trình, hay đây là chiến lược của anh chàng? Sau 4 ngày, chúng ta sẽ chia tay một thành viên nam, 4 thành viên nữ, mỗi người sẽ có quyền giữ lại một người trong số 5 bạn nam. Bạn nam nào không được các bạn nữ giữ lại, đồng nghĩa phải chia tay ngôi nhà chung. Trời ơi, vậy em cứ lo. Vậy em cứ lo. Nào. Thì bây giờ nhận gói, lấy giờ trả lại, lấy không? Không. Giờ nhận gói, lấy giờ xem. Cảm ơn em. Nè, ông quay tay. Ủa hồi chiều ôm sau lưng vậy á, có hồi hộp không? Thực sự là cái lúc đầu khi mà bốc số á, mà đúng của em á, là anh có một chút chết rồi. Không biết sao nè, cái lúc mà bắt đầu ra lều, di chuyển ra lều á, nói chuyện được một hai câu đầu xong thì lúc đấy là anh bắt đầu có sự hồi hộp. Vậy giờ ôm còn cảm giác đó nữa không? Còn cảm giác đấy. Tim vẫn đập nè, cho coi đây. Ủa em tưởng đâu đem ra đây rồi chứ. Thì đúng rồi, anh đem trái tim của anh ra đây để tặng cho em. Và anh lấy trái tim của em về bên anh.
đúng rồi. Tham gia chương trình xong rồi có bạn gái dẫn về vui chứ. Ủa là không có rồi sao? Bắt cóc rồi. Trời ơi. Em biết tại sao mà anh quyết định là hôm nay anh sẽ tỏ tình em không? Bởi vì cái câu nói của em á, Trâm anh có ý với anh. Ừ, thì mới bảo là nếu đã như vậy á, mà để cho cô mà ngồi suy nghĩ hoài em mệt quá, làm liền đi, cho cô bớt suy nghĩ lại. Ủa ý nói em ghen hả? Không, anh không nói em ghen. Anh không nói sao? Không, có nghĩa là anh làm như vậy để cho em biết rằng là bây giờ anh thuộc về em rồi đó, không có ai xen vô hết á. Đó. Đó. Hôm nay mình sử dụng trái tim hồng là bởi vì mình cảm thấy được rằng là đối tượng của mình đây rồi, và mình mới quyết định là tìm hiểu sâu hơn một người mà đúng cả về gu thời trang đến gu nói chuyện tất cả mọi thứ. Bây giờ cầm trái tim mà không biết nói là chắc chắn hay chưa đó. Khi mà Uyên cầm trái tim và nhận, cười và ôm mình một cái thì mình cảm thấy rất là bất hòa luôn. Nói chung là cũng lẫn lộn, với lại là nghĩ là cũng mắc cười là tại vì không có nghĩ là cái anh này nói mà làm liền vậy. Mình vẫn còn trong đầu mình vẫn còn suy nghĩ là coi trời có khi nào á, là tại vì hồi trưa mình có nói là mình vẫn còn nghi ngờ, mình vẫn chưa có tin, cho nên là anh ấy là nói kiểu như là nói để cho mình tin là anh nó thật sự có tình cảm với mình vậy đó. Với lại là mình vẫn còn nghĩ anh Minh là cặp đôi bí ẩn, cho nên là hơi bất ngờ. Sau khi hẹn hò và nhận trái tim hồng từ Minh, Uyên đã ngay lập tức kể lại cho Mai và Hoàng nghe. Phải cô, cô nói mà, cô nói một trong hai, nhưng mà em đoán ông Minh, ông Minh là tiên. Nghe chữ ngon. Kể cái gì? Thì vậy đó, thì kêu xuống mà. Vừa đen. Không phải. Thì xuống thì nói là giờ hẹn hò vậy đó. Rồi nói là mới quyết định hồi sáng này thôi. Không, chị nói cho anh vậy nè. Không, từ hồi trưa chị có nói coi vậy nè. Chị nói em vẫn còn nghi anh á là cặp đôi bí ẩn. Xong rồi tới lại nói là hôm bữa ngồi với nhau á, là bé trong anh á có nói là ấn tượng với anh. Cho nên là em cũng suy nghĩ, với lại em cũng không có giống như là ở trong á, mà chị em mà nói vấn đề mà thích ai á là em sẽ không có để ý tới người đó nữa. Xong rồi ông nói là chính vì cái câu nói đó của em cho nên là anh quyết định anh xin cái trái tim. Chị cũng đang phân vân quá trời luôn. Có bất ngờ không? Không, em đâu bất ngờ đâu, em đang thấy trước rồi mà. Ủa tại sao không bất ngờ? Không, em thấy bình thường. Tại vì mỗi người đều có quyền để... Không, nhưng mà mới có ngày. Nó phải chị đâu. Ok. Chị nói thật luôn nha. Nếu như mà hôm nay chị không có gì với anh Minh nha, là chị dám chắc với em luôn là ngày mai là tới anh Vĩnh. Hôm nay vừa mới sáng sớm, Trâm Anh đã tìm gặp Minh. À, anh ơi, cho em lại em lấy mấy cái đồ của em á. Đồ của em à. Trên phòng của em đi bụi tóc đúng không? Đúng rồi. Sau đêm qua, dường như bầu không khí giữa hai người này trở nên khá ngột ngạt và ngượng ngùng. Sau cái ngày hôm qua khi mà mình tỏ tình với Uyên, thì ngày hôm nay thái độ của Trâm Anh đã khác rất là nhiều so với những ngày trước. Cái ngày lúc đi khai trương thì em có mang một vài phụ kiện, nhưng mà không có mang theo bóp, cho nên là có nhờ anh Vinh để giữ mấy cái đồ này.
tối ngày hôm qua thì mình có nghe anh Minh với lại chị Uyên hẹn hò với nhau và chị Uyên chấp nhận anh Minh rồi, cho nên là mình cảm thấy là tại vì mình với lại mình cũng xem là chị Uyên là chị nữa, cho nên là cũng không có muốn xen vào, và cũng ngay từ ngày hôm qua là mình cũng không có muốn nói chuyện nhiều thêm với anh Minh. Em lấy đồ của em. Thế là dậy sớm. 6:30. Em dậy em. Dạ ok anh, cảm ơn. Em về. Còn điều ta? Dạ hết rồi. Vào sáng nay, các thành viên của ngôi nhà chung V18 có một buổi chụp hình cùng nhau. Hình như các thành viên đều thể hiện cảm xúc của mình qua từng bức hình. Trong lúc mọi người chụp hình thì Minh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Uyên. Dường như giữa hai bạn đã có một sự thân mật hơn với nhau. Sau buổi chụp ảnh, các thành viên ngôi nhà chung V18 lên đường thực hiện một nhiệm vụ hết sức ý nghĩa. Nhưng mà yêu mà khổ gì trời. Yêu mà không nói ra mới khổ, chứ yêu mà nói ra thì có gì đâu khổ. Tại mình nhút nhát mà không nói thôi. Mà mình không nói thì mất cơ hội. Chị nói thật luôn nha, nếu như mà hôm nay chị không có như vậy với anh Minh nha, là chị dám chắc với em luôn là ngày mai là tới anh Vĩnh. Hãy trân trọng, hãy nói với nhau khi còn có thể. Nếu như vậy nào đó mình không thể nói ra được thì xu cà na. Tại vì có những thứ mà con muốn cũng quay lại không được. Ví dụ như ngày hôm qua. Cái gì? Ủa, là muốn quay lại ngày hôm qua hay là không muốn quay lại ngày hôm qua? Không phải là ý là nói vậy, nhưng mà hôm nay thì đâu phải nào quay lại ngày mai đâu. Ủa ngày hôm qua đâu, chỉ có ngày mai thôi. Ngày mai quay lại ngày mai. Em ơi, em nói đạo lý, em làm ơn em nói tôi đúng. Không, tại vì á em nói cho dễ dễ nghe thôi, còn với chung chung ở chỗ em đâu dám nói đâu. Bước đầu của nhiệm vụ, các bạn tới công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ sĩ Quyền Linh để nhận những phần quà ý nghĩa cho các cụ tại nhà dưỡng lão Vinh Sơn. Chào em, thành viên của Clubhouse mùa 18. Yeah. Anh là anh 10, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ sĩ Quyền Linh với nhãn hàng là Amity. Anh là một cách mạng kinh doanh. Thì hôm nay cũng cảm ơn các em. Bên cạnh đó thì anh muốn có một phần quà để gửi đến các em, để chuyển đến các trại dưỡng lão Vinh Sơn. Bên đây là những phần quà của đồng nghiệp của công ty. Thì cũng nhờ các em chuyển đến các cụ có những hoàn cảnh khó khăn trong tại dưỡng lão. Cũng cảm ơn em rất nhiều, các anh em rất nhiều đã đồng hành cùng Amity. Cảm ơn em. Thì anh xin đại diện công ty gửi một phần quà đến các cụ, nhờ các em chuyển đến các cụ giùm tụi anh. Rồi. Cảm ơn anh. Thôi chúng ta làm tấm hình chung đi nhỉ. Ok. Tiếp theo, các bạn trẻ sẽ chuyển những phần quà từ công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ sĩ Quyền Linh đến với nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn. Trước tiên thì cho con thay mặt tất cả các bạn ở đây xin gửi lời chào đến các bà, các cụ, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ.
Tụi con là đại diện của lớp House mùa thứ 18. Và hôm nay tụi con đến đây với một cái thông điệp, đó là mang đến cái niềm vui và cái sự thư giãn đến với các bà và các cụ. Ta tên là Dương Vĩ Hồng Ngọc. Dạ. Bây giờ hát mùa đại kỳ là ba tụi con. Dạ, ba tụi con. Dạ, vâng ạ. Rồi, hát bài này được. Con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, là nhà ta thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là hi. Dạ con cảm ạ. Với tính năng EKYC sẽ thực hình ảnh speakable cho bạn, mắt thật sẽ như thật. Chào các bà, con tên là Hồng Sơn. Hôm nay có cơ hội được đến thăm các bà thì cháu còn có một bà nội cũng khá lâu rồi cháu không gặp ạ. Và hôm nay gặp các bà ở đây thì cháu khá là nhớ nội của cháu, nên là cháu chúc các bà có thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui ở mỗi ngày ạ. Tôi xin thay mặt cho tập thể các chị em trong nhà dưỡng lão Hương Sơn cảm ơn phái đoàn đã đến đây thăm viếng và chia sẻ yêu thương với chị em chúng tôi. Đồng thời quý vị đã cống hiến một số chương trình văn nghệ hài để giúp vui cho các chị em chúng tôi, làm cho chúng em tôi nhớ lại cái thời xa xưa, thời còn trẻ, làm cho chúng tôi vui và phấn khởi. Chúng tôi xin thành đạt cảm ơn tấm lòng của quý vị. Đồng thời quý vị cũng đã thương và gửi một số quà cho chị em chúng tôi. Các thành viên của ngôi nhà chung mùa 18 không chỉ đem đến những món quà mà còn là những tình yêu thương của những người con, người cháu đến các bà sống tại đây. Hy vọng với những tình yêu thương ấy, các bà sống tại nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn sẽ mãi mãi vui và hạnh phúc. Đầu tiên em được tới nơi là của mấy cô như thế này thì em cũng rất là đau lòng. Ngoài việc đau lòng thì em cũng cảm thấy may mắn khi mà được chương trình sắp xếp buổi như thế này. Em có dịp được tiếp xúc với mấy bà cũng như là được nói chuyện với mấy bà và cảm nhận được những công việc của mấy bạn đã, những công việc của mấy bạn ở đó và đã chăm sóc cho mấy bà. Cảm thấy các bạn cũng thật sự là rất kiên nhẫn và cũng như là cũng phải có một cái lòng, một cái tấm lòng rất là yêu thương mọi người. Là cảm nhận của em hôm nay là em nhớ bà em. Hãy yên tâm, để có chị bên cạnh em. Từ cái lúc mà còn ngồi trên xe, khi mà nhìn cảnh các bà nhìn ra, kiểu như là khi mà có đoàn của mình tới thì cảm xúc của các bà kiểu giống như là hình như là lâu rồi cũng thiếu ai đó tới thăm á. Từ lúc mà bước vào cái viện lão đó là em đã bắt đầu nước mắt, em đâu có kìm được rồi. Khi mà vừa bước vào nhìn thấy thấy các bà á, mình thấy là có những bà ngồi trên xe lăn nữa, em kiểu là em đeo khẩu trang và cái mắt em á là ba kia một, em tự đặt câu hỏi là tại sao á, là mình cũng là những con gái, mình phụ nữ mà họ cũng là như vậy mà tại sao đến cái độ tuổi đó mà họ lại chỉ còn mình mà chỉ có cô đơn ở trong viện lão, không có người thân bên cạnh, không có chồng, không có con, không có cháu bên cạnh. Em đặt câu hỏi như vậy, em rất là thương. Làm mẹ hay gặp nhỏ nhưng mà mấy bà tươi á, anh rất là lấy một cái thái đồ cất đi cho bà thôi, nhưng mà bà người tươi em kiểu xong có một bà ấy kiểu vừa ra xong anh vừa chào là bà cứ cười suốt luôn. Cảm xúc của các bạn trẻ khá là lẫn lộn. Vào lúc này, cần lắm một người ở bên. Giờ em đã lập vợ người ta. Ồ!
Nè, bây giờ bạn với Mai nè. Em thấy Mai có duyên. Mai, Mai rất là dễ thương. Đúng, đúng. Mai đúng. Dễ thương cực kỳ luôn. Thế sao bạn thông thương đi. Hả? Được, chiều cao đó là anh rất hợp với Mai luôn. Ở đây không ai cao qua Mai. Đúng. Anh có lý do của anh. Sáng nay lúc chụp hình á, vô đứng với Mai, chị Mai kêu em đứng, em đứng lên coi thử, đứng hai đứa hơn em khúc. Hay nhìn ở ngoài thôi chứ khá là gọi là mềm bên trong á. Lúc nào cũng tỏ ra mình rất là mạnh mẽ. Nhưng bên sâu, nước mắt sâu bên trong, nước mắt là biển rộng. Lại nói văn thơ mà không thuộc văn thơ, chán này chứ. Chuyên gia nói xong rồi vấp. Nói đạo lý rồi vấp. Giống Nguyên, cực kỳ giống Nguyên. Cứ mỗi lần mà nói chuyện bình thường á thì bà nói rất là lưu loát. Ai biết tính Nguyên đâu mà biết. Ờ, đâu có ai hiểu. Đâu có ai cặp kè với Uyên đâu mà biết. Có ai được nằm ngủ trên đùi đâu mà biết. Nãy đi xe rất là tội nghiệp cho bé Vinh. Hai người đang tình tứ. Ngồi lúc đó nhìn đúng buồn luôn á. Đúng. Không hề có những đoạn đó. Em thấy em nghe tiếng chút 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 nữa. Có tiếng chút đó. Thấy Nguyên ngày hôm nay ông từ lúc leo xe cái ông Vinh im re. Không những không full nói HD vậy. Không che có tiếng. Là anh với Nguyên. Mà anh nhớ là mình có đoạn đó. Có. Rất rõ. Em nghe chút 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 chút. Ghê hả? Đúng. Nghe rõ âm thanh vậy luôn. Vậy lần sau phải kêu Uyên nó nhỏ nhẹ lại. Không. Cái người đây là tiếng hồn là âm. Đúng. Thấy vậy thôi. Đúng rồi. Đúng không? Mọi người thấy vậy thôi chứ không phải gì đâu. Không phải vậy đâu, hơn vậy nữa. Hơn vậy nữa. Thấy vậy. Thấy vậy thôi chứ tự nhiên hai người cặp đôi ảnh tự nhiên mới hẹn hò nhau để đánh lạc tướng. Trời ơi chết nữa. Nghi lắm nghe. Cái bài này. Đúng là con sói già mãi xanh, sói già mãi xanh. Sói già này nguy hiểm. Tụi em còn trẻ mà còn nhiều cơ hội, cứ từ từ. Wow. Từ giờ cho đến cuối chương trình còn mà, còn ngày mai nữa. Anh đang giúp đỡ tụi em bằng cách tụi em còn trẻ mà còn cơ hội. Không, cái câu đó anh đang ủi. Cái câu đó anh đang ủi luôn á. Sau khi anh làm hai con người tổn thương. Rõ ràng là anh biết Vinh có tình cảm với bé Uy mà sao anh làm như vậy? Anh là người nhớn. Anh nhắc lại như này nhá. Anh biết là Vinh có chút gì đó với Uyên. Nhưng mà anh, tình cảm của anh thì anh phải bộc lộ ra thôi. Thì cũng như các em thôi, ví dụ như các em có tình cảm với ai thì em cứ bộc lộ thẳng. Đúng không? Đấy là cái quyền của mình mà. Mình cứ làm đi. Nếu như người ta đồng ý với mình, chứng tỏ là những cái lời thả thính bên cạnh nó chỉ là phù du thôi. Nó không có gì hết á. Vậy thì sao là, các bạn là, không có tấn công mạnh hơn? Ý là cái lời của em là phù du đấy. Anh nói đấy là ví dụ, tại sao mọi người cứ thích mẻ chứ của anh này. Vậy thôi là mốt em đổi chỗ ngồi nha. Anh cảm giác á là Vĩnh á, nếu mà đúng hợp á, khá hợp với Trâm Anh. Em thấy Trâm Anh hợp với Tùng. Đúng. Tùng là hợp với Hoàng. À Hoàng. Không, nhưng mà Hoàng hợp với em. Sao vậy? Đúng. Tự nhiên cái anh đi bùng binh rồi. Nè, anh đang nói là cái tính cách của Tùng sẽ hợp với Hoàng. Nhưng mà Hoàng lại cực hợp với em. Và em cũng hợp với Hoàng nữa. Rất có tướng phu thê. Anh chưa nói về cái vấn đề tướng phu thê mà anh đang chỉ nói về cái tính cách thôi. Tại vì là em là một người không phải là quá gọi là ồn ào. Nhưng em lại có cái làm đánh vào cái kiểu như là mấy cái bạn trẻ bây giờ là thích kiểu con trai đầm tính chút xíu. Thì em đã đang ở trong cái đối tượng mà anh nghĩ là Hoàng đã nhầm tới. Rồi ok, vậy em biết tối nay chàng trai nào sẽ ra đi rồi đó. Sơn không hợp với ai hết. Mai đâu? Từ lúc em không nãy, từ hôm làm qua đến giờ. Từ hôm qua đến giờ. Gấp đầu ăn cho Sơn nè, thứ nhất. Không, bây giờ này mỗi người cầm trái đi. Anh đâu còn cơ hội đâu mà anh cầm. Hay cầm quá à, hay cầm quá à. Đặt lại lần nữa. Đặt lại lần nữa, cứ găm nghe mọi người. Anh đừng cắt khúc này nghe anh, để lại cho Nguyên coi thử cái bộ mặt thật. Anh nói là làm lại lần nữa, có nghĩa là làm với đúng cái người mà anh đã tặng. Thôi đây, làm đi được. Thôi, mai em tha hồ ngủ. Cái gì nhắc ngày mai? Ngày mai em tha hồ ngủ. Thí dụ kêu mai em tha hồ ngủ mà nói nguyên câu thì nó bình thường. Anh cứ mai là sao? Đâu, đấy là kiểu... Biết sao không? Tại vì trong đầu luôn luôn chỉ có một chữ Mai thôi. Hello, bạn nữ. Từ từ hơn ngồi em, bây giờ mình phải bốc thăm chứ. À, bây giờ em bốc thăm để em chọn chỗ ngồi nè.
Lật luôn. Ủa, trên lửa. Lật luôn. Em lật luôn, lật ra ngoài bán luôn. Số 4. Hay lắm Vĩnh ơi. Cái lúc đầu anh ngồi bên đó rồi không trêu. Em qua bên này ngồi. Đây chấm ăn kìa. Ờ em bốc luôn đi. Số mấy? Số mấy? Số 2 đó. Chớ là đậu gì chiều về không ấy nổi uống thuốc rồi. Ấy nổi. Không có ngồi nổi. Hai người gần gần nhau nên là lây nhau á. Người ho rồi cũng có người ho sớm. Nằm xuống cái giò thì đạp tôi. Ghê ha, cái đầu thì lên trên đùi người này, cái chân có thì lên đùi người có khác. Nói có đạp không? Tại vì không có tại đó, tại vì không có tại vì chứ có đạp hay không có hoặc không chứ. Bây giờ có gác đi nữa cũng sao chứ. Sao sao được? Bắt bẻ. Sao không sao được? Nói gì thì bên kia hưởng bên này có hưởng đâu mà đó mà không sao. Tính ra chưa hưởng gì luôn á. À chưa hưởng gì luôn hả? Tính ra chưa hưởng gì luôn. Còn... khó khăn gì trời. Khó chơi già cả rồi. Tại vì á cũng có một số người á khi mà người ta biết sự thật rồi người ta vẫn đối xử bình thường, còn có người biết sự thật rồi xong xu tự nhiên cái đau, đau trong lòng. Cay lắm em. Ngoan bữa nay mặc cái đầm đẹp quá, phải vậy nghi rồi, nghi dữ lắm. Bốn anh em còn lại thì ai là người chân diện nhất ngày hôm nay? Tên rồi anh Hậu. Ê, có hẹn trước. Không luôn á, tự nhiên thấy nó mà cần xem nóng rồi. Nè, anh nói cho em biết nha. Lát mà Hoàng nó bốc được số 1 nhá. Anh em mình đổi chỗ. Em bốc đi, em bốc số 1 đi, anh Hậu đổi chỗ. Ba. Tôi nói là tôi không có xui như vậy đâu. Ôi ơi. Lại gặp nhau nữa à? Lại gặp nhau. Có còn bé Mai nữa. À, bé Mai. Bé Mai bạn. Ừ, đang mệt. Bữa nay trời mưa mà tỏ tình chắc ấm dữ lắm. Trời, đâu có ai được tỏ tình đâu biết. Thấy rồi. Đâu qua đâu mưa đâu bảo không được. Bảo trong lòng. Anh hỏi là anh em. Món tình yêu có gia vị ở trong đó đủ loại. Có ai được ăn? Ai biết đâu biết. Đâu biết. Đồng hương à. Đã đâm một lần rồi còn đâm muốn đâm nữa. Ừ. Tại vì không phải cái đó người ta gọi là gì ta. Tại cái đó người ta gọi là nhu nhược. Thì chấp nhận. Không. Có một lần nó đỡ hơn chữ nhu nhược. Hèn hạ. Ủa trong trời ơi, đúng là ăn túi. Nhưng mà nãy giờ em chưa hiểu lắm cái vấn đề tự nhiên sắp chỗ ngồi này không? Để cho thú vị, cho có cái gọi như là nó bớt nhạt nhẽo không? Ờ. Em phải đạo diễn. Có ăn cơm chó lại thôi gì đâu. Nhất là Vĩnh nha. Vì ăn cơm chó mà giờ bị đạp nữa. Không thích điều này lắm. Hay gì cái lúc mà... Nè, để chị nói cho em nghe. Chế, biết ai lớn tuổi ngay không mà chế? Nói xong thì nói thật. To số tuổi của mình đi. Ừ, tại sao chương trình tự nhiên nói? Cái tự làm thôi, vậy? Thôi, chương trình chắc không được lại. Chắc ai cũng biết hết rồi. Tại vì cái con người mà chứ đâu phải bánh chén đâu mà lật quá. Ngày hôm sau, sẽ có một trong năm chàng trai phải rời khỏi ngôi nhà chung ngay trong đêm. Đây là điều đã được thông báo từ ngày đầu. Và một điều đặc biệt tiếp theo là sau 4 ngày, chúng ta sẽ chia tay một thành viên nam. 4 thành viên nữ, mỗi người sẽ có quyền giữ lại một người trong số 5 bạn nam. Bạn nam nào không được các bạn nữ giữ lại, đồng nghĩa phải chia tay ngôi nhà chung. Ủa, phải loại một người vậy? Loại một người hả? Ví dụ không loại được. Ừ. Em đang thắc mắc gì nè, là cái người trước với cái người sau hay là hai người cùng một lúc rồi loại? Là hôm mai ví dụ như này chọn một lần nữa. Ví dụ như này nè, em sẽ chọn người anh tỏ tình với em. Em đồng ý với trái tim của anh rồi. Ngày mai Vĩnh là người tỏ tình với em. Em đồng ý chứ. Mấy giờ đây? Em Rồi nếu... em đi về luôn. Em về nếu luôn. Nếu em không biết trái tim đó. Hai người là chơi. Thì nếu như Vĩnh có được một người con gái trong bốn người tụi em á. Cảm ơn mẹ. Giữ lại thì Vĩnh sẽ vẫn ở lại. Còn nếu như Vĩnh không được ai giữ lại ấy, mình sẽ vẫn ra về. Hoặc là tại vì bốn người con gái sẽ có một cái quyền quyết định nữa. Là mình sẽ giữ ai ở lại. Là quên hoặc là mai em chọn Vĩnh thì anh Minh sẽ không ở lại. Đông nữa, đông nữa. Thằng bé thông thí quá nha. Mày thật là đó nè. Trong tất cả các chàng trai chỉ có Minh là đã sử dụng đặc quyền trái tim hồng. Vậy liệu trong bốn chàng còn lại ai sẽ là người tiếp theo sử dụng đặc quyền ấy? Kết thúc ngày hôm nay, Uyên gần như đã xác định tình cảm với Minh. Hậu và Tùng đều hướng đến Hoàng. Sơn và Mai dường như có chút tình cảm với nhau. Chỉ còn lại Trâm Anh và Vĩnh trở nên lạc lõng giữa những người yêu nhau.
mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.